đẹp gì đâu mà quá trời quá đất. Một con người lười biếng như Min hôm nay cũng đã bắt đầu tập thể dục rồi nè mọi người. Buổi trưa hôm nay ngủ dậy được chị mẹ cho ăn món bún sườn non. Lấy cục sườn non có sụn ha, chấm vô chén nước mắm chanh ớt chù choà nó đã. Sau ngày hôm qua anh xã của Min được cắt tóc thì ảnh vẫn còn đang sàn chứng tâm lý. Ảnh pha cho Min ly trà chanh mà không biết sao nó chua lè. Ngủ một giấc tới chiều chiều má Mi lại cho ăn bột chiên bữa mua trên Shopee nè. Món này mà có thêm đu đủ bào xoài nữa là ngon nhất cái nách. Đây đây, thấy các bạn cũng hỏi nhiều nên hôm nay Min quyết định sẽ unbox các bé đồ này luôn. Chắc là không cần phải giới thiệu thì mọi người cũng biết đây là nhóm nhạc nào rồi đúng không? Thật sự là thích quá nên phải mua rồi, lúc mà mang về nhà toàn là chân không mà, tiếc quá đâu dám khui ra đâu. Kèm theo các bé ngoài trang phục đang mặc ở trên người á còn có thêm một outfit thú. Xã ảnh cũng hay la hoài à, tại vì tháng nào á cũng là thành viên kim cương hết trơn á. Rồi bây giờ ha, bắt đầu khui từng bé ra nè. Nếu mà nhìn nhan sắc và quần áo như thế này, mọi người có đoán được ra bé nào tên gì không? Min á là thuộc dạng thích thì mua, không thích thì mua, không xài cũng mua, xài cũng mua. Nói chung là mua thì mua á. Shopee ngày 9 tháng 9 siêu mua sắm gì cũng rẻ chỉ từ 1k. Đợt mà các bé đôn này được tung ra có nhiều bạn chê nhan sắc không có được đẹp cho lắm, nhưng mà mình thấy đẹp mà ta. Bây giờ mình sẽ điểm lại nhan sắc của từng thành viên trong nhóm nha. Còn đây là khi mặc outfit gấu hồng nè. Thôi sắp 9 tháng 9 rồi, mình phải lên Shopee để săn sale, biết đâu có cơ hội trúng xe hơi.